Hello Thái, xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay là Thái tính dự định làm một cái video, đó chính là tiễn chồng cho bé chuột cống nhung bạch tạng của Thái nè anh em. Nó nằm trong này nè, đó anh em xem nè, nó còn hơi nhát nha anh em. Tại này là chuột rừng á, với lại chuột bổi á, mình không phải là nuôi từ nhỏ nên nó rút vào trong nè, phải cho nó ăn một thời gian thì nó mới dạng lừa được anh em. Đây là bé chuột cái nha mọi người. Tiếp theo Thái cũng tiễn chồng cho bé chuột cống nhung đang ngủ rồi anh em. Đó, đang ngủ trưa trong đó mọi người, cũng là bé chuột cái luôn. Thì Thái có hai bé chuột này đều là cống nhung cái hết. Thái hôm nay Thái dự định là Thái sẽ đi vớt lăng quăng, rồi Thái qua bên chỗ của bạn Đạt á, chuyên đi bẫy chuột này nè. Thái sẽ tiễn cho hai bé đực để về làm chồng cho hai bé chuột của Thái, với lại Thái vớt lăng quăng. Rồi về Thái sẽ thay nước những con cá beta giống của Thái cho mọi người xem, xô từng con một. Ok, và không để mọi người chờ lâu. Bây giờ Thái qua Thái rủ anh Nhật hàng xóm đi nha mọi người. Qua trôi ảnh chút xíu. Sáng giờ cũng anh cũng lục đục gì bên đó. Thái qua Thái lại xem tình hình. Rồi, trước khi đi thì ghé chuồng hai con ú tà. Anh em xem này. Hôm nay to chưa? Thái mới đi hái rau muống. Rồi Thái cắt nhuyễn ra, Thái lấy kéo Thái cắt nhuyễn ra, Thái trộn một ít cám gà con vào, Thái cho hai bé ú tà của Thái nó ăn nè. Đó, con bé này là con bé cái này là tên Xí nha, con bé đực này là con bé trống á, con bé trống là tên Ngố, Xí Ngố anh em. Nè, con Xí nè, Ngố nè. Trong nhà thì hai bé chó là bé Dí với bé Ngố, còn đây là Xí với Ngố, Xí Ngố. Anh em xem ăn nè. Thái cắt hơi to anh em, nên hơi khó ăn một chút xíu. Ú tà tà, anh em xem nè, ú tà tà, còn hơi nhát nha. Tại Thái cũng mít gần gũi nó anh em. Thôi, không để mọi người chờ lâu nữa, ở nhà có chừng nhà nha. Duyên với Tèo có chừng nhà nha. Theo chân Thái nha mọi người. Anh em xem cái cửa của Thái này. Cái móc vô vậy thôi đó mà nó gần đứt luôn cọng dây gàng anh em. Nè, Thái vừa cắt cỏ về nè. Đằng trước Thái mới cắt một bó cỏ nữa kìa anh em, bó cỏ đó 30-40 kg á đó. Thái còn để xe đằng trước nè. Đây là cái lồng này Thái sẽ đem qua Thái trả cho Đạt nè, tại bữa trước là mượn cái lồng này nhốt sóc nè, cái lồng này nhốt con cống nhung á nên nó còn ở đây. Giờ là qua đó trả sẵn kiếm hai bé cống nhung đực luôn anh em. Đây anh em, tình hình là cái công trình kiến trúc của anh Nhật hàng xóm là được như đây nè mọi người. Đấy. Sao anh? Sao bữa em kêu anh kêu ông bạn em kiến trúc sư người Pháp qua anh không chịu? Thì chầu cà phê tôi uống rượu ổng vui rồi. Vậy hả? Không đủ vé máy bay nữa. Nhưng mà anh Nhật đặt heo chưa? Cái vườn này hả? Coi heo là thiếu gì? Nhưng mà đặt chưa? Heo giờ dịch tả tay xanh này, dịch tả châu Phi tay xanh tùm tùm anh sao nuôi. Vậy hả? Vậy chứ chứ anh làm cái vườn này nuôi gì? Em thấy giống nuôi heo nè. Để dành nuôi mà chó nó đẻ ra, cho nó ra đây làm sân chơi. À thì ra là làm chuồng cho chó nó đẻ ra đây nó làm sân chơi anh em. Bữa giờ Thái tưởng đâu là anh Nhật anh nuôi cá. Trời ơi, vậy là bây giờ là mình có trán xi măng ở dưới không? Rồi có làm nóc trên này không? Có luôn. Trời, rất là công phu nha. Nhưng mà chó nó nhảy ra rồi sao? Nhảy ra thì bắt vô. Vậy làm chuồng chi? À, nói chung là anh cũng rất là rảnh rỗi anh em, làm chuồng nuôi chó. Chó thì trong nhà rộng mênh mông, chuồng chạy quá trời luôn, ra đây làm chuồng, mua tấm này làm chuồng nuôi chó. Nói chứ là đi với thằng Quân. Em sẵn em qua em trả cái chuồng cho thằng Đạt với lại cái lồng kìa. Nó mới đòi, rồi sẵn em qua em tiễn chồng cho hai bé chuột cống nhung của em luôn. Thật nó có, nó mới nói em nó có hai bé chuột đực cống nhung đẹp lắm. Đi đi, xe có sẵn rồi. Đây
Let's go, let's go. Đem theo cái vợt với lại cái thùng là ok. Rồi, nói gì nói chúc anh cái chuồng này anh nuôi chó thật là mạnh khỏe và khung lớn luôn nha. Nhớ che mái che để chó nó ướt nha anh em. À. Mua áo mưa hả? Sao không che cái bạc hay lưới lan mà mua áo mưa che bên đây biết bao nhiêu cái áo mưa. Ồ đúng rồi anh. Những cái đầu óc mà nghiên cứu công trình á, gọi là vượt cái ngưỡng của những người mà công trình giống như Tháp FM rồi này nọ mà, hoặc là mấy cái vật lý Trường Thành là chưa bằng cái công trình của anh Nhật anh em. Thấy không? Đó, nuôi chó. Mua cái tấm semi này nè, phim ăn này nè. 600-700 ngàn một tấm. Thấy không? Rồi đổ đá mi nè, đổ cát nè, rồi tốn tiền làm xi măng nè. Rồi á không làm nóc, hỏi nóc mưa làm sao. Mua từng cái áo mưa mặc cho từng chó. Đúng rồi. Mấy nổi. Mấy nổi đúng không? Anh em thấy lợi hại chưa? Đấy. Rất là lợi hại. Đây, không giỡn nữa mọi người, không chơi nữa. À, theo chân của Thái và anh Nhật đi bắt chuột với đi dắt lăng quăng nha. Ok nè. À, Thái với lại anh Nhật đang tới cái địa điểm của bạn Đạt bán bét rồi nè anh em. Đây. Ok. Ồ. Có mang sóc này to quá anh Nhật. Đường nghề giới lăng quăng nè anh em. À. Để hay lấy cái lồng ra. Ây da. Lồng. Rồi, trả nha. Ok chưa? Hai cái. Không. Bên này có gì không? Chuột không hả? Có mấy con sóc này, có con sóc to dưới ta. Sóc đó là sóc cái hay sóc nó chạy đâu à? Sao nó ướt chùm em vậy? Ồ. Đâu chuột của anh đâu? Vô anh coi được không? Anh Nhật ơi. Vô trong anh Nhật ơi. Đi đi đi. Đi vô chơi. Vô đây thấy cho anh em xem. Bên này hả Đạt? Ok. Trời ơi nè anh em. Trời ơi cống nhung nè. Cái hả? Trời ơi lòng mấy chuột. Gì có chuột con nữa hả? Gì hả? Chuột con hả? Này cống nhung con đúng không? À, cống nhung luôn phải không? Chứ cái chuột gì? À cống nhung là nó khè không? Nè cống nhung nè. Mập ghê không? Hai chục đực hả? Làm sao? Ở trong giái nó chỉ có một chút xíu rồi thấy không nè. À. Không có giống như con chuột cơm hay là con chuột cống ép của mình đâu. À. Chuột cống ép hay chuột cơm, trong giái nó to, phải mà lớn đi. Sao sao nó không khè? Khè không? Khè chứ, hồi nãy nhốt qua giờ nó hiện lại. Là con dưới đâu? Nhốt lại là nó hiện lại thôi. Con dưới lông nhạt hơn phải không? Anh dở con dưới lên anh coi xem. Đây con dưới đây. Đây con trứng giái này thấy không? À. Đó là con chuột đực là nó hơn vậy thôi chứ nó ít có chuột đực lắm. Nè ở đây ba con tròn cái luôn. Đâu, cái nhỏ hả? Cái nhỏ nè. Đó, đây con cái nhỏ. Ừ, cái này lông đen đẹp nè. À, lông nhạt nè, con này lông nhạt nữa, lông đen. Này ít quá hả? Bây giờ con lông nhạt. Cái đó trong đó 7 con gì trong đó? Cái này mình đẹp. Cái này về nhốt chung với con trắng cho nó ra màu đẹp. Con này hả? Lợp này hả? À, nhốt chung với con trắng rồi con đen này. Chết cha máu trời. Nhờ sao anh không thấy nó khè, không biết phải cống nhung không? Nhung không. Nó khè, còn anh nhìn cái giò với bộ lông. À. Chứ cái bộ lông đây nó khè đó. Con này chừng 2 lạng chứ mấy. Đùa anh, 1 tí lô đó. Gì, một con á hả? Một con. Gì đó, ghê vậy? Em giỡn anh hoài. Đập anh biết vậy. Làm gì 1 ký? Em cân cho anh xem làm gì 1 ký. Cân luôn 2 gặp. Thấy không? Cái lồng không rồi, đã 8 lạng rồi. Nhiều. Giỡn hoài em, cái lồng sắt mà. Con 1 ký 8 mà trừ ra cái lồng 2 con chừng 1 ký lô 8 lạng cùng. Đúng không? Chính xác chưa? Cái lồng này to hơn.
rồi, cái lọc đó nè, thấy không? Áo phí rồi nè. To không không? Rồi. Nè, anh thấy to hơn biết nhiêu không? Để em chở cái lọc cho anh coi. À. Nè, thấy không? Nó to hơn biết nhiêu. Cái lọc này nặng hơn, cái lọc này sắt nhỏ, cái lọc này sắt không này. Cái lọc này sắt nhỏ nè. Em cầm lên xem biết liền à. Trời ơi, giỡn hoài mà đạt. Anh nhìn con chuột anh biết chứ. Nè, thấy không? Thấy rồi. Cái lồng nè, một cái lồng nè em coi nè, gần 500 gram rồi, hai cái lồng là 6 rồi, là nãy có 1,7 kg yếu, 1,7 kg à, có 1,7 kg, có 1,7 kg thì em trừ ra hai con chưa tới 1 kg, anh nói rồi chính xác không, trời ơi giỡn hoài em, 1,7 kg, 1,8 kg, cho em trừ ra 600 gram không, khoảng 1,1 kg, 1,2 kg không, làm gì sao em nói em con 1 kg, ừ sao em nói em con 1 kg, con này bự hơn, nó chừng gần 1 kg thôi chứ đó. Một con chừng 5-6 lạng à, nãy anh nhìn anh đoán biết. Ok chưa? Không có con gì đặc biệt hết anh em. Rồi, đồ nghề cái lịch 7 gì vậy? Ốc này ốc hương phải không? Hôm qua anh bắt ốc hương làm video luôn á. Ốc này ốc rừng hả? Ốc này ngoài rừng nha. Anh cũng có, nhà cũng có, nhà cũng có nữa. Mà nó ít, ít thấy nó lắm. Ờ, hôm qua anh có làm video cái đó, con ốc đó mà. Rồi hai con này nhiêu tiền hay là cho? Cười, hai con này nhiêu tiền? Trời trời, hai con mà tới 150 luôn á hả? 1 kg 100 ngàn, trời ơi. 1 kg 100 ngàn. 1 kg 100 ngàn thì em trừ cái này có 1 kg mà sao 150? Anh bị gì trừ kg? Hai cái lồng, hai cái lồng là. Đây là 1 kg 9 đúng không? Trừ 1 kg 8. Ờ 1 kg 8 đây, trừ hai. Trừ hai cái lồng ít là hơn 6 lạng rồi, hơn 6 lạng là có bao nhiêu đâu, có 1 kg. 6 lạng. Có 1 kg 1,2 kg à. Đúng không? 1 kg 1, 1 kg 2. Đó, mà có 1 kg 8 mà làm gì 1 kg 9. Rồi, em trừ ra đây, em trừ ra hai cái lồng. Rồi, 1 kg 2. Ờ, có 1 kg 1, 1 kg 2 mà em lấy anh à, em kêu 100 ngàn 1 kg, 100 ngàn đúng không? Chính xác chưa? Thì, trời ơi. Cái này tưởng nó qua tặng chứ. Rồi lại có cái gì được không ta? Bỏ vô trong cái túi hôm qua ha. Ừ đúng rồi, em có cái gì, em có cái áo cũng được, bỏ vô cái áo. Trời ơi 120 ngàn nha anh em, còn mua hoài khổ là khai trả giá cho anh em, là mình phải vậy chứ nghĩ sao, mình phải tính toán từ ký từ ký. Rồi ok, bây giờ là Đạt sẽ giúp Thái bỏ hai bé chuột vô lại cái áo huyền thoại bữa hổm. Áo huyền thoại. Ừ cái áo huyền thoại. Trời ơi mấy con này nó chạy lẹ không? Bao lẹ. Bao lẹ luôn hả? Nhưng mà nó không lẹ bằng sóc thôi. Nhầm người nói kiếm chiếc giấy có. Nhầm kiếm chiếc giấy thấy chiếc giấy đây có. Kỳ ha, mấy con chuột cống mình chiếc giấy bự cách thường luôn ha. Mấy con chuột cống chiếc giấy hai con sệ luôn anh. Mà này không có trứng giái luôn á. Chuột cơm cái gì vậy? Chuột cơm á, chuột cơm ở đó đó. Nhỏ xíu mà trứng giái nó gấp mấy lần con này. Ghê vậy hả? Trời ơi. Đó, buôn bán bét bán chuột mà không có dây phải lượm dưới đất á. Rồi ok. À, đúng ra phải bước dây chuyền anh chuột á, hàng hàng hiếp. Hiếu khỉ. Rồi ok nha. Rồi ok, mình với anh Nhật sẽ đi vớt lăng quăng xong rồi đem về bỏ vô cho anh em xem luôn nha. Như vậy là Thái với anh Nhật đã đem hai bé chuột đực về rồi mọi người. Mà bây giờ là anh Nhật sẽ hỗ trợ Thái thả vào trong cái hai cái ngôi nhà của hai bé chuột cái nha. Con chuột bự thì anh thả vô con chuột bạch cho em. Còn con chuột sao cái này nó bay vậy? Không thấy hả? Cá không? Nó kêu gờ hả? Chắc thả đại luôn quá. Thôi thả đại đi. Coi tiễn chồng thì hên xui nha 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 bé chuột bạch. Chuột cấm nhung bạch của Thái nè anh em. Ok chưa? Có những anh em nói là con chuột này nhộm chứ thật sự ra đâu phải nhộm đâu anh em, nhìn nè. Nhộm là mình nhìn biết liền đúng không? Rồi ok nhá. Và bây giờ là sẽ thả tiễn chồng nha. Vô bé nào thì hưởng bé đó nha, bé bạch.
vô bé nào còn hưởng bé đó nha. Rồi, rồi, ờ à, đúng rồi, vô bé chuột bự rồi nè anh em ơi. Đó, đây, ngon lành, vào bên này. Rồi, thả bé này vô đây luôn. À, xong xuôi. Vô nào. Rồi. Trời trời vô cái nó khè nhau kìa anh em. Rồi. Đó, hai vợ chồng nè. Hồi con bé chuột này to quá anh ơi. Hồi con này to quá to. Đó, nó hửi hửi mấy chuột cái kìa ha. Hai con mà 1,2 kg anh em. Vậy trung bình con 4 lạng, con 6 lạng. Con 5 lạng, một con như 6-7 lạng luôn á. Đấy. Đồ ra gì mà ra. Có vợ nè, có ăn lúa, khóc nước, nôi đồ ngon lành. Rồi cắn lộn kìa. Ôi. Rồi bé chuột đực với là bé chuột cái kìa. Trời leo lên nhảy luôn kìa hay gì kìa anh Nhật. Có hai bé bên đây người ta hiền ghê, người ta liếm nhau rồi nè. Rồi ok, như vậy là xong setup tiễn chồng cho hai bé chuột Cống Nhung nhà Thái nha. Rồi bây giờ tiếp theo chương trình truyền hình là Thái sẽ thay nước những con cá beta giống và cho những con cá của Thái sẽ ăn lăng quăng cho mọi người xem luôn. Ok,